Sau khi mình ngồi lại mất hưởng một tiếng đồng hồ ở cái chỗ này thì mình mới hoàn lại cái hồn được. Nhưng mà sao cái núi đi ra cái núi cũ này không đi lại đi núi đấy? Đi núi là cái nào? Đi núi đâu? Thật sự là rất là giận luôn. Giận cực kỳ luôn, đến lúc nào biết là mình bị chôn là giận cực kỳ luôn. Thật sự là bây giờ là cả... để mà nói vào cái cơ thể cũng như là cái tâm trí của mình ấy, bây giờ nó hỗn độn quá, cảm giác nó khó chịu và nó thật sự là rất là lo lắng, trong cái lúc rất là lo lắng hoang mang cực kỳ. Bây giờ thì anh em mình đi ra khỏi cái khu vực này, khu sông nó làm mình một mẻ như thế này, đâm ra là không còn tâm trí nào mà đi tiếp ở trong cái hang này nữa cả. Bây giờ thì mình quyết định là cho đi ra ngoài. Thật sự là bây giờ là từ bây giờ trở đi là mình sẽ không cho cu xong đi và chui vào bên trong một mình nữa, và đi đến đâu thì cũng phải có mình đi theo. Thật sự như cứ như thế này thôi. Chị có ra được không? Ra được bình thường. Em mới mắc kẹt ba lô. Sao cái núi cũ này mà không đi ra mà lại đi vòng ra cái núi đấy? Núi cũ sợ anh tâm trí nó chưa ổn định, nó lại trượt xuống hố thì coi. Thì ở đây nhìn ra cái điểm ra kia thì khá là gần rồi. Mày cứ ở đấy đi. Cho mày chừa. Mình người mình thì khá là to nên là mình chui ra cái núi này thì nó khá là chật, nên là mình quyết định mình quay lại mình đi cái hướng bên này, mình không đi theo cú sóng để cho nó đi ra đấy, nó tự tìm đường ra. Cho mày chừa. Mình sẽ cái gì ấy nhỉ? Mình sẽ đi tự đi tìm đường ra cái hướng này chứ không đi theo cái hướng cú sóng vừa chui ra. Đi ra bên ngoài được thì thật sự là nó rất là thoải mái. Nhưng mà bây giờ thì mình không còn tâm trí nào nữa để có thể là đi sang tiếp được nữa. Như một màn chôn quá là đáng sợ, thật sự là rất là đáng sợ, mình sợ hết hồn hết vía luôn. À đây cũng ra đến gần đến nơi rồi, là mình sẽ đeo cái đèn này lên để mình đi ra. Có ánh sáng đây rồi nhưng mà cái đường đi thì nó hơi bị gian nan một tí. Đây có một thứ ánh sáng này. Còn đang mình đi bên này thì ra cửa hàng cũ này. Ra cửa hàng cũ vào bên này thì gần hơn. Mình sẽ chọn cái hướng bên này để mình đi. Mát. Cái gì? Ra nơi chưa? Thì kìa, nó đã ra đến nơi, nó đi vòng về đến kia rồi mọi người ạ. Mình sẽ tranh thủ mình giặt cái ổn đó, mình coi như là mình không cần để ý đến nó luôn nữa. Vừa nãy xương.
trong đây nó có những hòn đá rất là đẹp luôn. Mình cứ vào đường nào mình ra đường đấy, đi đường này nó đi ra đường kia. Khá là mệt. Kìa nó đã ra đi, ngoài kia nó đứng đây kìa. Tao khiến đang mệt. Lại không chịu tội với gì nữa. Bây giờ nó đòi lấy công chuộc tội thì không biết là chuộc tội như thế nào. Mình thì bây giờ thì thật sự là cơ thể bây giờ hắn còn run. Run dã man luôn. Thật sự là khi mà có một cái điều gì đó xảy ra đấy thì mình là cái người luôn luôn là phải lo lắng đấy. Mà bây giờ nói thật với mọi người là cú sóng nó làm cho mình một cái sợ nhất là các em của mình xảy ra chuyện, không may có xảy ra một cái chuyện gì đấy thì mình thật sự là rất là lo lắng. Nói thật với mọi người chứ bây giờ là đến lượt mình là chân run, chứ không bây giờ là không phải là cô song run nữa rồi. Sẽ đi ra khỏi cái hang này thực sự là một cái điều rất là mệt đối với mình. Có vui không ở sau? Em á? Mày có vui không? Mày trêu anh thế mày có vui không? Thế anh trêu ma em kể cả khi không đăng clip, quay clip anh cũng trêu ma em. Ma nó không ăn thịt mày được. Không. Chứ mày làm như thế này nè. Cái bật lửa qua đây. Cảm ơn. Lửa hôm qua đấy. Thật sự là mình thì cái tính của mình thì nó rất là nóng. Thật sự rất là nóng. Vì các em mình nó hay làm, nó có một cái nỗi gì đấy thì mình thật sự là mình hay quay lại mình mắng mỏ nó. Nhưng mà mắng ở đây là mắng để cho các em biết đường để các em làm. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình bị một cái, thật sự nó là một cái áp lực. Xong chưa? Xong chưa? Đi về. Không. Cái hang này thì nó khá là rộng đó mọi người ạ. Hôm nay thì anh em mình mới có đi được có một hướng thôi. Thì đi vào trong đây được một tí nhưng mà anh em mình phát hiện có một con rắn cặp ni ở đây. Thì sau khi đấy thì đi vào trong kia. Thì còn cái hướng này, và hướng này thì anh em mình hướng này thì mình cũng có đi rồi, nhưng mà hướng bên này thì mình đi vào sâu vào bên trong kia nhưng mà nó có cái mùi rất là lạ, mùi hôi nên là mình không tiếp tục đi vào trong đấy nữa. Ui. Nhưng mà bây giờ mới để ý là cái chiếc hang này, ở cái đám này nó có một cái hình thù rất là kỳ lạ này. Đấy. Nó như là một cái gì đó này. Đấy. Thôi đi ra. Bây giờ thì sẽ không ở đây nữa. Nhưng mà lần sau anh đừng có trông mai nữa. Bây giờ thì mình sẽ phải đi ra ngoài thôi, chứ không vào trong đây nữa.
cái dấu vết ở trong cái hang này thì chắc chắn là trước kia là cái hang này là một nơi trú ngụ của một là người Tàu, hai là người cổ, người việt xưa của mình ở đây. Đấy. Để có cái da rắn này, để có sắt rắn này. Sắt rắn rất là mới luôn, sắt rắn rất là mới. Thì ở hướng bên kia là đồi núi mọi người, hướng bên kia là đồi núi, đấy là đồi đất. Còn hướng bên đây là núi đá. Ở đây thì nó có một cái quãng đường để xe pháo đi lại rất là nhiều. Thôi con đang là cái video của anh em mình cũng xin phép được kết thúc ở đây thôi. Hẹn mọi người ở video lần sau mọi người xem thì nhớ ấn nút like, chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ cho Đức Dưỡng nhé. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Con chào mọi người ạ. Mày về hôm nay chết với tao. Ôi ơi.